sao hôm nay mình buồn quá ta. Không có ai nói chuyện, không có ai chơi với mình hết trơn á. Mấy bạn nhỏ đâu hết trơn rồi? Có bạn nào không? Phải chứ, có bạn nào ở đây thì vui biết mấy. Đi, có Thỏ rồi. May quá có em rồi. Thỏ ơi, mình chơi cái trò gì nha? Bữa nay chị buồn quá à. Chơi trò quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ nè. Quả địa cầu có bốn đại dương. Dương. Cái giường để ngủ tới em. Ủa, máu. Sao em bị chảy máu nhiều quá vậy Thỏ? Sao vậy? Lại nữa rồi hả? Chán thiệt chút, lại bị chảy máu cam. Thiệt tình cam này luôn á. Cái gì? Cam làm em bị chảy máu hả? Sao cam kỳ vậy ta? Chơi với bạn mà quánh bạn để bạn chảy máu luôn vậy đó. Không có được rồi. Không phải đâu chị. Không phải cái gì chứ? Tại vì em không dám nói ra sự thật thôi đúng không? Đi, đi với chị giải quyết chuyện này cho em. Đi, mà đi đâu vậy chị ốc? Đi qua tìm cam, rồi tính sổ vụ này chứ làm sao nữa. Sách này thật là bổ ích. Những ngày hè như vậy thật thích. Nè, cam, hại người nè. Mà còn hả, ở đó ngồi đọc sách cười ha hả nữa hả? Ủa, chị ốc nói gì vậy? Em có làm gì ai đâu chứ. Phải không? Phải không làm gì ai không? Vậy chứ ai quánh bạn Thỏ để cho bạn á hả chảy máu mũi luôn được kìa. Ủa, thôi bị sao vậy? Máu nhiều quá trời luôn. Lại đây cam lau cho bạn. Thôi, giữ nguyên hiện trường luôn. Suy nghĩ lại rồi phải không? Hối hận rồi phải không? Quánh bạn rồi bây giờ muốn xóa dấu vết phải không? Ơ, em đâu có đánh Thỏ đâu. Chị ốc hiểu lầm rồi. Em có hại ai bao giờ? Nè cam à, chứng cứ rành rành ở đây mà em còn cãi nữa hả? Thỏ, em nói đi, có phải là cam làm cho em bị chảy máu không? Không phải do bạn cam làm đâu chị ốc ơi. Em nói là chảy máu cam nữa nè. Chứ đâu phải do bạn cam. Chị nghe lầm chứ sao á. Sao tự nhiên mình nghe lầm vậy ta? À, như vậy là em bị chảy máu cam, chứ không phải là cam làm em bị chảy máu, đúng không? Ý, mà không được, chảy máu cam như vậy là rất là nguy hiểm, không thể nào chủ quan được. Cái chuyện này là chuyện quan trọng, mình phải tìm gặp Dr. Khỏe để giải quyết chuyện này liền mới được hai em ạ. Có chuyện gì mà mọi người gọi Dr. Khỏe dữ vậy? Em chào chị ốc và các bạn hả? Ý, có Dr. Khỏe với cả Hoa Hòe ở đây luôn. Dr. Khỏe ơi, Dr. Khỏe coi Thỏ có bị làm sao không? Em ấy đang bị chảy máu cam quá chừng luôn kìa Dr. Khỏe. Thỏ, lại đây Dr. Khỏe xem nào. Chảy máu cam hay còn gọi là chảy máu mũi có nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng mà thường gặp nhất á là do ăn uống thiếu chất dinh dưỡng hay là do ngoáy mũi thường xuyên cũng gây nên chảy máu cam nữa. Vậy làm sao con hết chảy máu cam vậy Dr. Khỏe? Thỏ đừng lo, mình sẽ giúp bạn. Ông có nghe lộn không ta? À, Hoa Hòe mới nói là Hoa Hòe sẽ giúp Thỏ trong cái chuyện là đỡ bị chảy máu cam hả? À, là đúng á hả Dr. Khỏe? Dr. Khỏe giải thích cho ốc được không? Theo y học nghiên cứu, trong Hoa Hòe có nhiều chất chống oxy hóa như là quercetin, carenferol, glucoside, đặc biệt là rutin, hàm lượng rất cao. Chất rutin có tác dụng làm giảm tính thẩm thấu của các mao mạch và làm tăng độ bền mao mạch, nên tác dụng cầm máu rất tốt trong các trường hợp chảy máu cam, ho ra máu. À, tức là trong Hoa Hòe có những cái chất nó giúp cầm máu, nhưng mà mình cần phải sử dụng như thế nào để hết chảy máu cam đây, Dr. Khỏe? Dùng khoảng 10 gram Hoa Hòe khô, sắc với 2 lít nước, sau đó lấy nước uống trong ngày. Khoảng 2 tuần uống liên tiếp sẽ cải thiện tình trạng chảy máu cam nha. Em cũng lưu ý là không dùng trà Hoa Hòe ở phụ nữ có thai nha. Ừ, chị ốc biết rồi, chị ốc và mọi người nhất định sẽ lưu ý điều này. Và ốc cũng hy vọng là quý vị khán giả cũng sẽ sử dụng nước Hoa Hòe để mình uống, như vậy sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng chảy máu cam, nhất là Thỏ, rất là quan trọng, cho nên em nhớ phải áp dụng nha. Còn bây giờ thì ốc Thanh Vân, Dr. Khỏe và các bạn nhỏ trong vườn nhà xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.